Trong cuộc gọi điện thoại khác vào thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021, Ngài Thanh Hải, vô thượng sư kính yêu nhất, đã dành thời gian quý báu để chia sẻ tình thương và trí huệ của Ngài, trong khi trả lời một số câu hỏi mà các thành viên nêu lên về các chủ đề khác nhau. Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu buổi hội thảo sâu sắc tựa đề 10 điều răn và Moses và lũ kiến phần 1/13 trong tiết mục Giữa Thầy và Trò, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 15 tháng 4 năm 2021. Kính chào sư phụ. Bà lão đây. Nữ siêu nhân. Dạ. Quý vị không biết đâu. Không biết bàn làm việc của tôi trông như thế nào đâu. Khắp nơi toàn là dây điện và dụng cụ điện thoại, đủ thứ đầy bàn. Tôi bắt đầu tin rằng mình thật sự là nữ siêu nhân. Ngài là siêu nhân thưa sư phụ. Vâng, Ngài là nữ siêu nhân. Bởi vì chỗ của tôi giống như phòng quay phim chuyên nghiệp và một mình tôi làm tất cả. Hay quá. Quý vị tin nổi không? Dạ sư phụ, thật là tuyệt vời. Quý vị có khỏe không? Chúng con khỏe thưa sư phụ. Cảm thấy vui chứ? Sư phụ khỏe không ạ? À? Tôi thật ra không có thời gian để nghĩ mình có khỏe không nữa. Chào ơi, tốt mà. Nếu có thể ngồi đây, nghĩa là tôi ổn. Dạ, thưa sư phụ, thật ra tôi phải học hỏi rất nhiều. Không tin nổi ở tuổi này mà tôi học nhiều vậy mà vẫn còn học. Rất nhiều thứ. Hôm nay tôi đã bỏ ra nhiều giờ để chuẩn bị cho buổi này. Cảm ơn sư phụ, không có chi, không chỉ hôm nay, hôm trước và hôm trước nữa. Tôi mới quen với việc gọi cho quý vị và sử dụng điện thoại. Và điều đó tôi tưởng đã tuyệt vời rồi. Thế khi họ đưa tôi tất cả thứ này và bất cứ gì khác nữa mà quý vị không thấy ở đây, tôi sẽ cho quý vị xem, sẽ chụp hình và cho quý vị thấy. Quý vị thấy tôi phải không? Dạ phải. Tôi vẫn trông như cũ, như cũ. Ngài trông đẹp thưa sư phụ. Quý vị có thể thấy điều này là tốt nhất rồi. Từ từ tôi sẽ ngày càng siêu việt hơn và rồi chúng ta sẽ tốt đẹp. Hiện giờ thì tôi ổn, miễn là tôi có thể thấy quý vị. Thấy quý vị tận mặt thì vui hơn. Quý vị không cần thấy tôi bởi vì đã biết tôi rồi. Chỉ già hơn một chút nhưng không khác gì lắm. Quý vị muốn nghe truyện hay là muốn hỏi trước? Quý vị có câu hỏi, phải không? Dạ vâng, sư phụ. Chúng con có ba câu. Hỏi đi. Tôi là Trương Mục trả lời của quý vị. Nói đi. Thưa sư phụ, trong bản tin gần đây, có một suy đoán nào đó về sự tiếp xúc của chính phủ với người ngoại tinh hoặc liên đoàn ngân hà. Ngoài ra, ngày càng có nhiều tường trình về UFO. Dường như người ngoại tinh muốn nói với chúng ta điều gì đó. Sư phụ có biết họ muốn nói với chúng ta điều gì không ạ? À? Ồ, đúng vậy, họ đã nói với chúng ta qua bao thời đại rồi. Họ đã nói với chúng ta từ lâu lắm rồi. Có lẽ tôi đã viết xuống. Họ đã bảo chúng ta không gì mới. Họ bảo chúng ta rằng đừng hủy diệt chính mình. Đừng hủy diệt địa cầu. Có hai nhóm. Một là từ kim tinh và một từ hỏa tinh. Cả hai đều nói tương tự nếu tôi nhớ không lầm. Để xem tôi có viết xuống đâu đó không. Chào ơi. Không biết có tìm được không? Đã lâu rồi. Nhưng tương tự như thế họ không nói nhiều lắm. Chỉ một điều rất đơn giản như đừng tự hủy diệt mình, đừng hủy hoại đời sống. Họ nói vậy, tôi nhớ như vậy đó. Rất, rất ngắn gọn. Đừng hủy diệt đời sống.
Họ nói vậy. Dạ sư phụ, Giao ơi. Không thể tin là tôi không tìm thấy. Không thể tin là tôi không tìm thấy. Kiên nhẫn nhé. Chúng ta đang ở nhà cho nên không quan trọng. Quý vị không đi đâu mà, phải không? Dạ, thưa sư phụ. Tôi cũng không sợ trễ chuyến bay. Không sợ trễ xe lửa. Trời ơi, tôi không tin được. Bởi vì viết quá nhiều thứ, nhiều nơi. Họ nói giống như vậy đó. Dạ, thưa sư phụ, tôi chỉ muốn xem lời chính xác. Nhưng đại khái là như thế. Đại khái là đừng hủy diệt chính mình, đừng tự giết mình. Chúng ta đang làm mọi thứ mà giết chính mình. Đó là điều họ muốn bảo chúng ta. Dạ, thưa sư phụ. Và hết lần này đến lần khác họ nói như vậy đó. Nhưng chúng ta có nghe không? Không. Dạ không, thưa sư phụ. Chúng ta có nghe chút nào không? Thấy đó, quý vị đã chiếu một chương trình trước đây nói về một trong những viên chức chính phủ cao cấp ở Canada. Ông ấy từng nói với chúng ta rằng người ngoại tinh đã từng làm việc với họ, thậm chí chính thức nữa. Và người ngoại tinh chỉ trông như một cậu bé hàng xóm. Nên nếu không ai khác biết điều đó thì không ai biết hết. Chỉ chính phủ biết thôi. Đó là những gì họ tiếp tục bảo chúng ta. Đừng tự hủy diệt mình. Đừng hủy diệt nhà mình. Lý do là vậy. Ngay cả một số chính phủ chắc chắn đã từng liên lạc với họ, nhưng không nghe lời họ lắm. Chính trị phức tạp. Cho dù đảng này đồng ý, đảng kia có thể không đồng ý. Dạ, thưa sư phụ. Và rồi cũng có một số người ảnh hưởng đằng sau tất cả các đảng nữa. Và ngay cả các bà vợ, ông chồng cũng ảnh hưởng đến các quyết định trong chính trường. Dạ thưa sư phụ, vậy nên thông điệp của họ lúc nào cũng tương tự. Đây rồi, trong mấy tờ ghi chú nhỏ. Tôi tưởng ghi trong nhật ký, thành ra không tìm được. Đây rồi, thông điệp của họ như thế này. Mảnh giấy đầu tiên tôi viết là đừng tạo từ trường hung hãn, phủ định tựa như chiến tranh hủy diệt khắp thế giới cũ gì. Và mảnh giấy thứ hai tôi đã ghi xuống nói đừng hung hăng phá hủy thế giới, hòa bình đời sống thế giới. Tôi đoán ý họ là đừng phá hủy thế giới của mình một cách mù quáng, phải tạo hòa bình trên thế giới và đừng hủy hoại đời sống. Thông điệp của họ ngắn gọn. Và mảnh giấy thứ ba ghi rằng đừng sát hại sinh linh của thế giới quý vị. Và mảnh giấy thứ tư tôi có đây là đừng hủy hoại đời sống của quý vị. Từ mảnh giấy đầu tiên đến mảnh giấy thứ tư này đều từ cùng một tinh cầu, sao hỏa. Và bây giờ từ sao kim. Thông điệp đầu tiên đừng phá hủy thế giới của quý vị. Thông điệp thứ hai đừng sát hại chúng sinh. Và thông điệp thứ ba đừng hủy hoại đời sống trên thế giới của quý vị. Thế thôi, từ sao hỏa và từ sao kim. Bốn thông điệp đầu tiên là từ sao hỏa. Và ba thông điệp sau là từ sao kim. Tất nhiên họ gửi nhiều thông điệp hơn nhưng hầu như lúc nào cũng tương tự, nên tôi chỉ ghi xuống bảy thông điệp này thôi. Được rồi, tôi có trả lời câu hỏi trọn vẹn chưa? Dạ rồi thưa sư phụ. Dạ cảm ơn sư phụ. Không có chi. Thưa sư phụ, gần đây các khoa học gia đã công bố hình ảnh phân cực của lỗ đen M87, hiển thị từ trường của nó trông giống như những đường sọc hoặc vòng tròn vàng kim. Tiến sĩ Andrew Chell, một thành viên của nhóm cộng tác Event Horizon Telescope, cho biết những hình ảnh phân cực mới công bố là chìa khóa để hiểu làm thế nào từ trường cho phép hố đen ăn vật chất và phóng ra những luồng sóng mạnh mẽ. Sư phụ có thể cho chúng con biết ý nghĩa của những từ trường này của hố đen không ạ? À? Cái nào? Cái màu đỏ hay là những sọc vàng? Dạ, những sọc vàng. Những sọc vàng là mới.
À, cũng không hẳn lắm, mà họ chỉ mới phát hiện ra gần đây, đó là đường sọc. Thực ra nó được củng cố thêm. Đây là con đường cứu hộ cho những linh hồn từ địa ngục. Hay quá, đó là một khu vực giải cứu, một từ trường đặc biệt để giải cứu và để giúp chúng sinh trong địa ngục. Hay quá. Không có nó, không ai thoát được. Không gì có thể thoát khỏi lực hút của hố đen. Ôi chao. Bất cứ gì vào trong đó chỉ ở lại trong đó, vì vậy phải có vòng cân bằng này. Một nửa vòng hoặc các sọc. Nửa đường để đối trọng với lực của hố đen. Vì hố đen là địa ngục. Và bất cứ ai gây rắc rối, thậm chí một ngôi sao lớn hoặc tinh cầu lớn ở gần đó, sẽ bị hố đen nuốt chửng nếu tinh cầu đó không có đủ lực đối kháng. Như đủ phước báo, đủ đức hạnh. Dạ thưa sư phụ, để chống lại lực lượng của con quái vật này, không ngừng ăn mọi thứ gì có thể ở gần đó. Quý vị có thể thấy một số băng hình chiếu hố đen ăn nguyên cả ngôi sao. Và ngôi sao trông như cọng mì. Hố đen xé ngôi sao thành cọng mì và hút vào trong. Lực lượng quá mạnh đến nỗi nó hút cả tinh cầu hoặc cả ngôi sao lớn đó vào trong. Chẳng hạn quý vị hút. Không biết nữa. Chất gì đó, có lẽ chè hoặc gì đó, nó không cần ống hút như chúng ta dùng, miệng rất lớn. Hố đen đó có miệng rất lớn, chúng ta có nhiều hơn một hố đen, đó mới là vấn đề. Ở khắp nơi, sẵn sàng để hút vào bất cứ gì có năng lượng tương tự. Với hố đen, khi những chúng sinh bên trong một ngôi sao hoặc bên trong một tinh cầu đã làm rất nhiều điều không cao cả đạo đức và công chính cho lắm, thì năng lượng của ngôi sao đó hoặc tinh cầu đó sẽ dần dần trở nên ngày càng tương tự với năng lượng hố đen, rồi thì đồng thanh tương ứng, và sau đó hố đen sẽ cho là tinh cầu đó thuộc về nó. Và ngày nay các khoa học gia quả thật tuyệt diệu, họ có thể thậm chí chụp được một vài khoảnh khắc này khi hố đen đang hút vào nguyên cả ngôi sao. Đây là một điều rất đáng sợ, không cần nói về nghiệp hoặc giáo lý Phật giáo, không cần gì cả. Quý vị có thể thấy qua chứng cớ và bằng chứng khoa học. Chỉ là các nhà khoa học có lẽ không biết rằng hố đen là lực của bóng tối, của địa ngục. Và có lẽ họ chưa phát hiện ra rằng bất kể tinh cầu hoặc ngôi sao nào có năng lượng tương tự như hố đen, thì sẽ bị hố đen ăn trọn, xé nát và nuốt chửng. Điều đó có lẽ các nhà khoa học không thể chứng minh bằng phương tiện vật chất. Dạ thưa sư phụ, chỉ người phát triển tâm linh mới biết tất cả điều này. Vì trước giờ chưa có ai giải thích điều này cho bất kỳ ai. Quý vị là những người đầu tiên nghe về điều này trong toàn cõi vũ trụ. Cảm ơn sư phụ, tuyệt quá. Được rồi. Vậy đã trả lời câu hỏi của quý vị chưa? Dạ rồi, thưa sư phụ. Hoàn toàn hả? Quý vị vui 100% chứ? Dạ vâng, thưa sư phụ. Không phải vui là điều đáng buồn, nhưng ý tôi là quý vị vui với câu trả lời chứ? Dạ vâng, thưa sư phụ. Tốt.